Xin chào tất cả mọi người, mình là Đoàn, mình hiện đang sống ở Song Phương, Hà Nội. Hôm nay mình làm cái video này là cũng muốn chia sẻ cho tất cả mọi người, đặc biệt là đến những bạn nam đang như mình. Sau khi mình được sử dụng trải nghiệm cái sản phẩm tinh dầu răng miệng của công ty Dạ Thảo Liên ấy, mình đã có những sự thay đổi, tiến bộ cũng như là tuyệt vời. Từ khi mình biết đến cái sản phẩm tinh dầu Dạ Thảo Liên như này, thì mọi người mình đã sử dụng nó hàng ngày, đánh răng vào buổi sáng cũng như buổi tối trước khi đi ngủ. Cái chia sẻ đầu tiên ấy, thì bản thân mình là một người thường xuyên hút thuốc, và các bạn cũng biết là những người hút thuốc ấy thì có hơi thở rất khó chịu, và vợ mình cũng là một người rất ghét những người có hơi thở mùi thuốc. Thì sau khi sử dụng cái tinh dầu Dạ Thảo Liên này hàng ngày thì mình đã thấy mình cải thiện khá là nhiều về vấn đề vệ sinh răng miệng cũng như là hơi thở thơm tho. Nó có cái sự thơm mát của tinh dầu bạc hà cũng như là tinh dầu quế. Đấy, nó đem lại cho chúng ta cái hơi thở tự tin, và mình cảm thấy sau khi sử dụng cái sản phẩm này thường xuyên ấy, hàng ngày kèm với kem đánh răng, có nghĩa là mình sẽ sử dụng đánh răng hàng ngày, thì vợ mình gần như là không còn cằn nhằn về vấn đề hơi thở của mình nữa. Cái trải nghiệm thứ hai mà mình muốn chia sẻ cho mọi người biết ấy, thì trước khi sử dụng cái sản phẩm này ấy, thì mình thường xuyên bị nhiệt miệng, nhiệt thường xuyên luôn ấy, có nghĩa là một tháng thì bị đến 3-4 lần, mà mỗi lần bị nó kéo dài tuần hơn tuần, và cảm thấy rất khó chịu khi mà ăn uống rất khó chịu. Từ khi mình gặp được cái tinh dầu răng miệng Dạ Thảo Liên này và mình sử dụng hàng ngày ấy, thì theo như mình nghĩ là mình đã từng trải nghiệm nó 5 tháng, và từ khi mình gặp cái tinh dầu này đến giờ ấy, thì gần như là cái căn bệnh nhiệt miệng của mình đã được thay đổi, và mình không còn bị nhiệt miệng nặng từ ngày đấy đến giờ nữa. Đấy là những cái trải nghiệm tuyệt vời mà mình mong muốn là khi mà mình chia sẻ đến đây ấy, để tất cả mọi người biết đến cái dòng sản phẩm tuyệt vời như thế này, nó là tinh dầu răng miệng Dạ Thảo Liên của công ty Dạ Thảo Liên. Thì với những cái tác dụng tuyệt vời như thế thì mình mong muốn tất cả mọi người sẽ biết đến sản phẩm và sử dụng sản phẩm thường xuyên, sẽ đem lại cho mình những cái cảm giác cũng như những cái trải nghiệm tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.